Alo, chào cả nhà. Thì tối nay mình có cái câu lạc bộ làm đẹp đó. Mà hôm giờ mình bận quá về chuyện riêng của gia đình, nhà mình không có vàng. Thì bữa nay muốn chia sẻ về cái mặt nạ này là lột nhẹ ha. Thì tối nay bên view có đông đúc anh chị em trên cái view giao. Thì bây giờ mình làm cái mặt nạ Paris Peel. Cái này không biết mấy chị có thấy không? Ok, thì mình cũng như thường lệ mình giữ mặt trước ha. Bây giờ mình xài nước hoa để ẩm chứ. Bữa nay mình môi trường nhất thì mình xài nước hoa để ẩm. Mình lấy cái nước dưỡng mặt, cleansing and tone. Cái này thì mình xài 2 phần thôi ha. Rồi, bắt đầu đi. Mấy anh chị có nghe tiếng ở ngoài sao? À, thì mấy anh chị kia trên cái phiêu bữa nay đông quá, có đông người bán hàng, anh chị đâu vô rất là đông. Rửa mặt xong rồi bắt đầu mình mới xài cái này, nó gọi là Paris Peel, như là nó là mặt nạ lọc nhẹ. Tại mặt nạ mình thì có cái 3 sư phụ, mình không xài mà 2-3 tháng mình không thích. Có 4 mình có bốn sư phụ. Dạ. Thật ra thì đó là tối nay mình vuốt lên ha. Mình nghĩ tới sắc đẹp vĩ đại cho nên mình phải vô trong này. Chỉ cần 15 phút là tự ngày mai mình sẽ đẹp như tim. Hello anh Tâm, anh Tâm có cảm giác gì anh Tâm ha? Anh Tâm vừa rửa mặt xong đó. Anh Tâm ơi, anh Tâm có đi. Ô tuyệt vời. Oh wow. Anh Tâm không nói nên lời mà anh Tâm chỉ có ra hiệu thôi. Không phải một mà cái hai anh chị bên view vui quá. Đó là gì cơ? Chị không đeo mắt kính nhưng thấy mờ mờ cho nên chị trên tay. Mình cứ nhút lên. Khi thấy mờ mờ nó tốt hơn là thấy rõ. Phải như cổ mình cái này nhút lên như giờ xong cái phần mình rửa mặt. Wow. Hôm giờ mình cũng nghĩ hơi lâu công việc riêng trong gia đình nhưng mình không có lên. Anh Tâm thích cái loại mặt nạ nào khác? Thường thì mình nghĩ là đàn ông thì tốt là nên xài mặt nạ bụng lớn là da dầu. Nên xài mà bụng nó tốt nhất. À, theo như mình nghĩ là một tuần nên xài một lần. Thực sự ra đó, thì mình dầu đánh, là tốt, mình thấy nó là dầu khô tốt, là mình ok rồi. Dầu quá thì nó bắt đầu mình xả nha. Nó là tích tụ mặt đông, nó không theo tiền, tốt thì da. Mỗi bữa thì mình hay là mặt nạ bụng, nhưng bữa nay mình muốn chia sẻ cái mặt nạ này. Mặt nạ lọc nhẹ. Còn ở bên view thì mấy anh chị hôm nay ai cũng làm mặt nạ bụng hết. Em thấy nhiều người xài thẳng phần thai lên Tâm ơi. Mình là đại diện cho những người đàn ông thẳng. Còn anh Nguyên thì chắc có lẽ là okay. Thì cái mặt nạ này á, mình chỉ cần hoa một lớp mỏng lên thôi. Vừa đủ thôi. Thì mình đã ở khoảng chừng 1 cho đến 2 phút thì mình kỳ xuống. Thì nó này nó lấy bỏ những cái da chết để làm tái tạo những cái làm cho cái da mình mịn màng đấy. Cũng rất là tuyệt vời. Mình cũng xài thử qua vài lần thì bây giờ mình chia sẻ cho mấy anh chị ha. Cái này nó đặc đặc, nó làm bằng đất sét. Cảm nghĩ như thế nào khi mà xài mặt nạ bụng này nguyên. Tối nay mình đặc biệt học phẩm chất các anh nha.
bên bên view để mấy anh chị đã làm mà mặt nạ bùng được, để nó cần nói quay lại được không ha. Này nó cũng rất là dễ làm, mình chỉ xức lên một lớp vậy vừa đủ thôi, vậy cái mình để khoảng chừng 1-2 phút, đừng có để tới nó khô quá, thì các anh chị cứ chà nó, kỳ nó xuống. Mấy đứa con cái này lắm. Cái mặt nạ bùng thì những anh chị nào da dầu mặt nạ bùng rất là tốt. Mình xài cái mặt nạ đó mình cũng da dầu nhưng mình xài cái mặt nạ bùng rất là tuyệt vời. Chị Phấn xài cái mặt nạ bùng này, chị Phấn thấy như thế nào? Thấy nó sạch, với lại thấy nó trẻ bớt sáng và okay. Thì cái này mình rất là nhanh, mình chỉ cần chờ khoảng chừng 5 phút thôi, 5 phút cho tới 10 phút thôi, hay là mình cảm thấy nó hơi khô khô tí đó, là anh chị có thể chà nó xuống rồi. Chà nào nếu mà khô quá thì mình xịt thêm cái nước hoa giữ ẩm lên, nhưng mà còn này nếu mà không thì mình lấy chút nước đó, chậm chậm nhìn chà nước da để coi coi mới có thể quay cái màn ảnh qua thôi anh chị ở bên kia không ha. Bên phiêu dạo này cái Facebook này nó hơi khác, thành ra mình như thế này là quay như thế nào, mình thử coi mới được không ha. Thật ra dầu nhiều quá thì nó bị bám bụi, cho nên mình phải rửa sạch, để mình rửa sạch cái mấy anh chị khỏe không? Cho nó mà đừng có bị oh my god, có một con ma lộ con ma đẹp quá. Oh my god, không phải cái này sư phụ tâm chưa mở đẹp quá trời. Mình quay lại không được ta. Mình quay lại cho mấy anh chị xem, mấy anh chị ở bên phim rất là vui. Có mình quay chiều này được không? Mình lên sóng á, mình không có đeo mắt kiếng cho nên mình sợ mình bôi không xuống vô cái chỗ mình cần bôi. Để vô trong kia để thấy cái chỗ mình kiếm cái nút quay lại không thấy. Ok thì mấy anh chị cũng nghe tiếng ở trên bên phiêu, mấy anh chị bên kia. Nhưng mà để hết có thể mình hô kèm cái hô cái hình lên là thì của mình cũng hơi khô khô rồi đó. Thì mình cái này mình chỉ kỳ xuống vậy thôi ha. Đừng có để nó khô quá, anh chị cứ kỳ theo cái chiều. Nó giống như nó là đứt sét nhưng mình kỳ xuống mà là đơn giản. Nó khô mình nói như vậy. Không có cần chờ lâu. Nó cứ khô một chút. Đó, anh chị thấy mình kỳ xuống nó rớt xuống. Nó giống như hồ. Thì sau khi mình lấy da hết, mình lau sạch lại thì cái da mình nó rất là mạnh. Bên tiêu mấy anh chị đang chia sẻ gì cái mặt nạ bùng, cái kết quả giống như mình có bên đó. Nhưng mà sau đó thì nó cái làm sao thì nó không còn bên được. Lúc nào mình cứ đi lên ha. Nhưng mà sau khi rửa mặt mình cũng giúp mà rất và cảm thấy giống như nó lột đi hết những cái là lớp da bần của mình đi đó. Ở trên này thì mình thấy là
từ đó trở đi mình phối hợp thành là phối hợp với bốn cái bộ, cho nên cái mặt mình giờ nó đỡ vùng nào thì còn cái mà vùng cái sập theo nữa. Rồi lấy tay rồi lên mặt thì nó feel rất là smooth, nó láng. Còn hồi xưa thì giống như mà nghĩa là giờ cái mặt này mình xài cho da dầu cũng rất là good, good luôn, cũng xài được. Đâu là nam nữ gì cũng cần, nếu mà sự thật mà có một chút bề ngoài thì cũng tương đối đỡ hơn là giống như mà chú mèo đúng không? Dù như đó là mà mấy chị cũng tìm những cái gọi là nếu mà có cơ hội làm phần thủ bạch mã tại sao không làm mà phải làm chú mèo chứ? Mặt nạ bùng á, thì mình phải chờ cho nó đổi màu, nó khô, nó đổi màu thì bắt đầu mình mới rửa xuống. Còn mặt nạ này thì mình chỉ cần chờ nó hơi hơi khô tí là mình bắt đầu kỳ mới ra. Chỗ nào mà nó ướt quá thì nó chưa có được khô thì nó kỳ, nó không có da. Cảm ơn Nguyên nhiều. Dạ, mình thì chờ tí cho nó khô. Cái này mình phải mình thích mà con mình cũng thích nữa. Tại còn nếu mà nó hơi khô rồi vậy, thì mấy mình chỉ kỳ mấy da rất là dễ. Mà xài xong nó thấy nó thoải mái, nó lại thích. Những cái da chết, da khô của mình da. Ở đây, ở trong đây có ai cho con mình xài ta? Anh Tâm có cho mấy cái nhỏ xài không? Tâm hay là nó còn nhỏ quá, anh Tâm ha? Thật ra thì không có cho con mình xài, tại mình nhập xài ở đâu với con, phải không? Tâm không cho con nó xài. Với lại là nó còn nhỏ đó, cho nên mình cũng chưa có cho nó xài, để nó tự nhiên thôi. Dạ, dạ. Con em thì nó ở cái độ tuổi teenager rồi, cho nên cái da mặt của nó bị mụn. Cái này mụn cám thì cũng ok, nó cũng giúp lấy da, còn mụn bập thì không được. Nhưng mà theo như mình nghĩ cái này là nó là về tự nhiên, về thiên nhiên, thì nó có cái nhiệm vụ là nó sẽ khi nào khô quá thì mấy anh chị xịt chút xíu là moisturizer vô, nó làm sạch. Cái này nó có một cái tuyệt vời nữa là nó hút cái da dầu rất là tốt. Yeah. Đó là một trong những cái mà nó là bẫy làm sạch cái da. Thì khi mà da dầu thì bụi sẽ ra bám vào, nó làm cho lỗ chân lông nó không có là được, nó dễ phát sinh cái gì sau nó đã hay bị bụi gì như vậy. Nên mình nghĩ là một tuần nên làm một lần về mặt nạ bụi nó rất là tốt. Cảm ơn trước anh. Trước đây thì mình đàn ông thì mình cũng nhìn chân như những người đàn ông khác thôi, với quan niệm cái lứa tuổi của mình thì nghĩ là làm đẹp theo cái xu thế phát triển ngày nay đó, được làm đẹp là dành cho tất cả mọi người chứ không có riêng nữ. Nhưng mà người đi đàn ông thì nó làm đẹp nghe bên phiêu mấy anh chị đang chia sẻ, nó không như phụ nữ, cũng giống như đàn ông mà đã mua son thì sẽ chết rồi, đúng không? Cho nên ở một chút nào đó thì có thể mình như là làm cái này thì mình có thể mình chấp nhận được. Chứ nó là đàn ông mà ra mặt ngoài đường mà đánh phấn lên cho nó đáng đáng thì hơi khó coi. Yeah. Cái này là ngay chấp cho đàn ông rồi chăm sóc da cho nó sạch, trẻ. Dạ, yeah. Phù hợp cho Halloween nè. Đó, mặt bắt đầu là lên rồi đó, lên bóng rồi đó. Trắng ra rồi đó ha. Đúng rồi, anh Tâm nói đúng, em nhắc nhớ rồi đó. Chắc cái ngày Halloween sạch
vừa làm đẹp mình vừa làm ma luôn. Nhớ từ nay cho đến Halloween nhớ lên đều đặn nha. Không, mình để dành cái mặt này y chang như vậy nè, bữa đi Halloween đi tự nhiên nó gọi là na chồ ma. Thì bây giờ cái mặt nạ của mình cũng sắp khô rồi, thường thì mình không nên để khô quá, tại khô quá nó cũng làm khô da. Cho nên bây giờ tới lúc mình sẽ đi rửa mặt nha. Trong lúc mình rửa mặt đó, Nguyên có gì cũng kể da rồi thì bắt đầu mình lau mặt lại. Sau khi mình lau lại thì mình có cái lớp cái da rất là mỏng. Thường thì mình rửa mặt tay chân không? Hôm nay mình bỏ quên cái môi trà mít như mình lấy nước làm. Nếu mà chân không thấy đường, mình lấy cái môi trà mít mình xịt lên cho nó ẩm thì mình lau xuống. Ok, thì bây giờ mình đi rửa mặt. Thì sau khi mình rửa mặt xong thì mình sẽ sử dụng cái dưỡng da thôi. Thì coi như mà mình đã hoàn tất cái mặt nạ bùn á, cái mặt bỏ nạ lên xong, giờ cái mình đi làm cái này, mình rửa mặt xong là mình thấy cái mặt dọn mình dịnh chút xíu, mặt nữa. Ngày mai khi mà mình tắm mình không nói là anh không có make up, tại vì make up con không được. Nên cái da cái mặt mình, cái da cái phấn mình sẽ rất là sạch, rất là đẹp. Và nếu mà mình làm thường xuyên mỗi một tuần mà chỉ cần một lần thì anh Tâm nói cũng là rất là đầy đủ rồi, rất là đẹp. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Được rồi. Cảm ơn chị Trinh. Cái mặt nạ vùng này đơn giản không biết gì. Mình chỉ cần đau lên trưởng vòng 15 đến 20 phút là nó khô này, nó hút dầu ra từ cái lỗ này ha. Những người nào có nhiều cái dầu trên mặt đó, mình cảm hoặc này kia nó hút vô mấy cái lỗ chân lông, nó làm cho cái lỗ thấy lỗ rất là rõ. Nhưng mà khi mà mình đắp cái này xong, cái mặt mình rất là sạch. Ok, giờ mình giờ cái da mình rất là mạnh, rất là sạch sẽ ha. Thì sau khi mình làm này xong thì mình cứ bỏ cái kem dưỡng da mang đem lên. Thì như mọi thường mình hay xài cái này cho cái da bọng mắt đó. Rồi lại thì mình chậm chậm chút xíu mình bọng. Nếu mà đắp cái này thường xuyên đó, các em nó cũng bớt mụn. Cho nên cái sử dụng này nam nữ gì cũng đắp được hết á. Nếu mà tốt nhất mà đắp được một tuần hai lần rất là tuyệt vời. Còn bần quá thì cũng phải đắp một lần đều đặn cho cái mặt mình nó sạch sẽ. Sau đó mình xài cái mùi cái khi mà lâu ngày mà mình rửa mặt không sạch thần, thì mình gọi nó là ngọt nước thần. Cái chất dơ nó cái này sẽ nó dễ giúp cái xào nó chất nhờn cái chất đàn hồi của mình đó. Cái này nó đơn giản lắm. Nó là tinh dầu và chỉ cần một đôi nhỏ nhỏ như thôi là mình bỏ lên xong sáng mai mình thức dậy và mình thấy cái da mặt mình rất là săn, rất là săn chắc, rất là đẹp. Khi mà cái mặt vừa hơi ráo thì mình tắm rồi mình rửa luôn, rất là tuyệt vời. Nếu mình được bác đưa nó cạnh cổ giống mình, nếu mình dư mình bác lên cái tay mình không bỏ sót. Thì đó là cái cách làm. Thì khi mà mình sạch sẽ, rửa cái mặt này sạch sẽ xong thì mình dùng cái kem dưỡng da tối lên là xong rồi. Rất là đơn giản mà không có tốn kém đến nhiều thời gian mà làm cái mặt mình nhìn nhỏ nhỏ vậy đó mà nó vừa đủ cho một cái mặt làm đẹp rất là tuyệt vời. Khi mình mới vừa sắc lên á, thì mình sẽ thấy nó giống như là dầu vậy đó. Nhưng mà mình xa một hồi nó từ từ nó thẩm thấu vào. Xong về sau đó mình bắt đầu mình xức cái kem dưỡng da ban đêm lên. Hai sáng mấy chị thức dậy vừa rồi vừa là mình chỉ thấy cái da mặt mình căng săn chắc lắm. Rất là mình cứ mặc trong này là mỗi người mỗi nơi rất là xa. Sáng mình xài viên, tối mình xài viên. Cho nên mình cũng rất là cảm ơn tất cả mọi người. Hồi xưa em nào mà cần thì cứ inbox em chị em quen biết trong này để mình cùng nhau tham gia vào đây làm đẹp nha. Là Hiền có cảm nhận, có chia sẻ gì không? Hồi xưa da mặt của em nó mụn lắm luôn ấy, qua em đắp mặt nạ nhiều lắm luôn á, nhiều lắm nhưng mà nó không có giúp được cao. Cái này là em cảm nhận được nó lên á, sau cái mình rất là
cho nó tốt tốt khi đàn bà học. Dạ. Ai mà có da rồi chị kinh ra rồi chị kinh chết rồi đi em đi rửa mặt nha. Nhưng mà ai có da mủ á, được cảm nhận á. Cảm giác là cái mủ cái da mình nó không. Cái này lắm luôn, mấy anh chị bên phiêu thì đang chia sẻ về cái mặt nạ bùn. Mỗi người có một cái chạm mặt qua và có cái tình cảm khác nhau. Nếu mình gặp ngồi cách đây 2 năm, mình thấy nó khác hẳn hoàn toàn ha. Từ cái hôm mà mình đi Hawaii rồi đó, mình thấy tới năm nay là nó cũng khác rất là nhiều. Có nghĩa là mỗi một lần mà mình nhìn thấy ra nhìn hộ là mình thấy có sự khác nhau, khác sự khác biệt. Cái da mặt của em ấy, thì mọi người thấy nó rửa mặt, cái bóng da mặt của da nó bóng lớn luôn á. Nói là cái massage đến khi mình thấy cái tinh dầu nó đang thẩm thấu rồi cái bắt đầu mình bỏ kem lên là được. Còn mình thì mình thấy là rất là mịn, còn chị em thì hiện còn thấy là hết cả một luôn, nó cũng giúp mình hết một. Mấy chị đang nói về cái mặt nạ bùn đó, mình hay thường làm, nhưng mà tuần đây hôm nay mình làm, đêm nay mình làm cái này là lọc nhẹ, mặt nạ lọc nhẹ. Không dài tại mình cũng bận quá không có thấy khe, giờ tới nay mình làm cái này nó lộn nhẹ. Ok, thì nó cũng khô rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái kem dưỡng da băng đêm. Ok. Sao cái này là ok rồi đó. Tới giờ bớt đen rồi đó. Giờ đẹp ra này ha. Đẹp ra là bớt luôn rồi. Chậm cho nó điều. Đi đắng nhiều nó đen. Nha, thanh kiều tối nay có anh ta Nhi Nguyên vô, nó làm cho không khí nó nhộn hơn. Thường thường thì phụ nữ mình làm với nhau, thỉnh thoảng thì có anh Hùng. À, trước đây thì có lâu lâu cả anh Điền, không ta? Anh gì? Anh Điền. Yeah. Thành ra phụ nữ tám kiểu khác, có phụ nam vô phụ nữ, tự nhiên cái e thẹn chút tám kiểu khác. Quá. Hôm nay có hai anh tham gia. Ok. Bây giờ khỏi có ai cho trà. Ok, thank you anh chị theo dõi mình ha. Thì sau khi mình bỏ cái kem dưỡng da ban đêm xong và mình massage lên cho nó thẩm thấu vào xong là mình ok rồi. Thì tới nay tới đây để chấm dứt ha. Thời hạn mấy anh chị thứ sáu, tối thứ sáu mình có cái chương trình làm cái facial spa đó. Cái máy mình gọi là cái bằng ủi nhỏ đó. Tại vì cái máy này nó rất là tuyệt vời. Mình làm trên tiệm thì mình cũng làm cho khách, khách rất là thích. Lần đầu tiên mình xài là nó sẽ thấy 20% giảm cái nếp nhăn liền tại chỗ. Nếu mà da mặt mình sệ thì mình tập trung ở chỗ đó đó thì nó sẽ làm cho nó săn lên. Rất là tuyệt vời. Thì thôi mình xin hẹn mấy anh chị lại tối thứ sáu ha. Tối thứ sáu mình sẽ làm cái facial spa. Ok, good night everybody. Chúc mấy anh chị có một buổi tối ngủ ngon và nhiều mộng đẹp ha. Bye bye. Cảm ơn anh chị theo dõi. Rồi, good night. Bye bye.